giờ mình đi chiếc tàu này đi qua bên kia khoảng 45 phút, đi qua bắt cái con đường kia chạy xuống khoảng xuống San Gil, đi tàu Storm Star đi qua con phà, lần đó mua đồ để rồi chơi. Cảnh này là cảnh bến phà của Moss. Sớm mai mất giờ thì mất 6:30 sớm, xe mình đậu lên chờ. Về thì nó đi một lần nó đi 15 phút chết, 15 phút nó đi bộ. Chiếc tàu này đi bộ không có trả tiền, nó chỉ trả tiền xe thôi, tiền xe 5 người. Hành trình này đi ngày á, này ở đây bao nhiêu đẹp rồi đây. Đó, sau chiếc này đây chiếc, rồi sau chiếc nữa là hai chiếc, hai chiếc được đi được có 7 người à. Lên tàu chỗ mình coi mà mình cứ mình dòm ở đây mình thấy phải đi liên tục mà không đây rồi kia. Ủa, số mai tàu nó rộng thân thang lên phè cái trọng được trọng cho trọng trọng căng là do đi sao mình được đi trước trước gì trước lên phè đẩy xuống sầm phiêu đi tàu sầm phiêu sầm xoa qua thị điển lên giới thị điển lọt qua thị điển luôn, nhưng mà nó cái tàu đó nó chạy không kìa, nó chạy nhiêu quên người ta 3 tiếng, 3 tiếng hả? Ừ. Wow, cái tàu đó nó chạy từ tàu đây em chạy tốt thêm chút thôi, có cái làng trắng của mình thôi. Vừa bể ra một cái lái rồi đó. Rồi sao rồi lên trên rồi tôi này câu nó tới đây muối mình câu hả? À biết chưa, chúng ta chuyện em ở đó lắm. Ở đây nè, hậu kia một cá móc dữ. Khu vực đây nè, cái móc ren nó vô dữ lắm. Trời, nó vô ngoài nó nằm yên luôn. Ở nó vô đây, có ở đây nè. Ở trước đầu đây nữa luôn. Nó vô này nó nằm yên luôn á. Nhưng mà cái gõ này bây giờ nó đóng rồi, nó đâu mà cho mình vô đâu. Căng tin ở đây là căng tin, ở đây là khu vực căng tin, là phía trên ngồi cường. Coi thử cái này nó trẻ thể hay gì vậy? Được. Dạ. Coi thử cái này nó trẻ thể hay gì vậy? Trẻ thể hả? Thằng đó nó... Coi thử nó lấy thằng nó vô kia nó trẻ thể hay gì vậy? Đó, mình lấy đó. Lấy ở đây xong rồi quay kia mình trẻ. Ăn uống ngon thôi đó nè. Loại này không được. Thằng
lại nào cũng được. Hiện bây giờ không gọi liệt đạ lên tới. Hả? Hiện bây giờ bỏ đồ ly vậy không à, không gọi lấy cái nào cũng được. Cà phê. Cà phê, phê thường đen nè. Cà phê sữa nè. Đó phê đó đi. À. Cà phê sữa. À. Sữa mình tùy kệ phố mình. Xong mình lấy cái nắp mình lấy xong rồi đi qua kia trả cả rồi bóc người ly cà phê đi kiếm chỗ ngồi. Cuộc hành trình này đi chuyến tàu chỉ kêu là 3 tiếng mới tới Thụy Điển không? Uống ly lần hai á. Lấy nãy giờ có mấy con ly hả? Dạ lấy lại ly lần hai. Tại đi to á. Tới liền thấy không? Chị lẹ không? Qua bên bờ đi liền. Ừ. À mà bên không có nắng. Cặp bến đi về một cái ngôi làng khác. Cái này nó cũng còn đâu y mà bắt đầu từ đây mình sổ xuống một tiếng mấy đồng hồ xuống bắt cái con phà nơi thì đến con phè đây thì mình mới đi qua bên kia. Con phè nó chạy 3 tiếng đó. Giờ mình xuống xe. Rồi, trên đầu đường mình chạy về bến phè của Thụy Điển rồi. Con phè nó đi 3 tiếng. Bây giờ trên đường này mình chạy tới nè. Chút nữa là tới liền rồi. Tới con phè nó bự lắm, con phè nó đi từ đâu đi qua Thụy Điển 3 tiếng đồng hồ chạy biển rộng lắm à. Rồi, chút nữa mình review cái con phè đó cho coi ha. Rồi tới bến tàu nha mọi người. Bây giờ mình tới bến tàu hơi sớm rồi, sớm hết 10 phút rồi nè. Bây giờ cái con tàu này, tàu đỏ này nó chạy vòng vòng mấy cái tỉnh gần gần. Còn cái thằng kia, cái thằng Hololai kia đó chắc chút nữa mình đi con tàu đó. Ở đây là bến phà Sunfield cũng vẫn còn nằm ở trong cái địa phận của thằng Nui. Nhưng mà chút nữa mình lên cái con tàu đó thì mình chạy. Mình đi quay là 3 tiếng, 3 tiếng mấy đồng hồ. Đây. Không hiểu gặp nha. Bốn người đẹp. Bốn người đẹp. Con gì em vô? Muốn bay tụi trước mà. Đâu chụp hình gì đâu. Đâu chụp hình đâu, đứng vô. Quay tán lại Sài Gòn để vô hình. Đây là Fulincom. Là con tàu đỏ này. Con tàu đỏ này. Đó, nó đi về một cái hướng khác nữa. Còn cái Corolai là cái thằng bên hãng này nó chưa đúng giờ. Hoặc là nó chưa cập bến. Chừng bên hông thì có một con Corolai nữa. Xa lực chiều. Cái móc ren nó vô luôn chứ. Ờ, chỗ đây không nhiều cái móc ren lắm á. Móc ren nó vẫn vô bình thường. Nó vô bình thường. Mùa nó mới vô. Ông ảnh có vô là ảnh móng rồi. Có là ảnh móng vô. Vậy là con Corolai chút nữa nó cập chỗ này nè. Còn cái thằng đây là không phải. Cái thằng này không phải Corolai. Nó đi á, mình gu thi á, mình sướng. Mình có má. Về mình cảnh giờ review một chút. Cái thằng này cũng Corolai nè. Không biết
con tàu này hay là con nào con khác đó. À, thì ra là bây giờ thằng này nó lui nè. Đó, nó lui để nó vô lấy khách đi nè. Coraline, đúng không? Coraline à. Giờ là mình đi con này à. Chiếc này đang lui rồi thấy không? Đó, nó đang lui để nó cập bến này kia. Nhưng mà mình đi chiếc này 10 giờ sớm. Ít khách. Cái này đổi chiều là bốc ra lắm. Ừ. Nhưng mà nó chỉ được mùa hè thôi, chứ còn mùa đông thì cũng ít khách. Vậy là mình đi con tàu này rồi. Coraline nè. Tàu đầu tiên. À. Thì thằng Chi nãy giờ mình nghĩ nó chưa có cặp. Cặp bên kia nó chờ. Bây giờ anh vô. Ở dưới đây là luôn, nước nó vô ra được. Cái con nè, cái con quá trời. Nước nó vô ra được luôn. Cái con mà không nước không kể gì. Bóc cái đem nó vô đó luôn á, là ở đây nè. Bắt cái nó vô luôn, nó vô luôn. Chỗ này cái xin nó vô nó đĩ dữ lắm nè. Đó, bây giờ ông vô từ từ đó. Đây nó cho mình cái nó cho mình câu, cho mình câu cái bài cái xin. Cặp vô rồi nó cho xe lên rồi này, cái nào 10 giờ nó mới được ba đi mà. Sớm. Lưỡi gà anh thả xuống đó, loại lưỡi gà anh thả xuống là để cho xi vô đó. Chiếc này cũng bự chứ. Chiếc này cũng bự chứ ha. Coraline. Thì bây giờ nó dò hơn chụp tao mới đi qua nắng mạnh. Ừ, ở tao nó mạnh bự nữa. Làm gì? Giờ cuối không được, chiều không được, không sao. Ủa, rủ bà tí sắc hả? Để tư coi đây, xong rồi cho giờ. Ai anh YouTube sư phụ xuống. Anh YouTube tẩy đi. Rủ bà tí sắc hay sao hả? Sư phụ với đệ tử nó đang nói chuyện. Sư đây đây đệ tử. Sư đây đi. Bye bye. Mình ở dưới nè. Đi qua chỗ với con tàu hải quân nè. Tàu 7 nè. Giờ mình lên trên nè. Về rồi ở dọc đi thấy không? Mấy thằng ở dọc bờ sông đi nha. Như là mặt biểu. Đi lên đây kiếm được căn. Đây khác đi chưa? Ở trước rồi. Thêm cho nước nước nhiều. Lấy ly cà phê nha. Lấy ly cà phê. Anh nhìn tao đâu. Anh chị muốn uống gì nè? Đó là bia. À, bia à, ở đầu đi lấy qua. Này với đây với ly cà phê với ly ngọt là 240 mà bốn mấy người ta gần 250.
Dạ, giống như phần đi là 120 nè. Một người ăn hai mấy không? Một người ăn. Ồ, thấy đẹp chứ, hình thấy đẹp đấy. Tính ra em bất cứ ngon hơn chứ, nó nhiều lắm. Nhưng mà nó tấp bụng, ăn gì cái này thêm thêm người có 50 nữa ăn buffet ngon hơn, muốn người nó thấy nhiều. Nhưng mà giờ nói chắc là tàu chạy á. Đúng rồi, chặt chỗ rồi. Coi thử cái chỗ không? Chặt chỗ hết rồi. Cũng muốn mà. Hai ông muốn dưới đó trời. Mình cá vô nhà hàng nhưng mà chặt chỗ rồi nha. Ăn buffet 190 đồng. Ăn ăn thêm nhất rồi. Lägg märke till symboler och övningsvägar till samlingsstationer och utelåpen däck. Sikkerhetsbroschyrer finner du i receptionen. Miếng này mình ăn nhanh bự về nguyên một cái chảo một miếng đâu luôn ở nhà mà mua tiếng hồ cũng như cái rạch nè, tiếng hồ sau bắt đầu ra biển lớn đi 2 tiếng nữa tới nè thì điện. Rồi vô lạnh rồi. Nãy ở trên đất á, cao trên đó. Cao trên đó. Nước ủa sao anh bưng cho nó nguội nè. Chú dính 2 ống vô được chưa?
Ba mà dưới chút nó không lời. Ai biết nó chuyện mà cứ hỏi hoài ông. Mình ngồi đây rồi mà. Sợ anh lại anh đi lạc. Đọc lái cùng. Lâu quá trời luôn. Xe cũng y được. Về rồi giờ về về dưới gần xanh kia đấy ít lên hết rồi. Nó tăng dặn hai cái bà rét bìa tên đó. Rồi nó được lắp xuống kia lấy. Ok. Vô lấy lối của bác ấy. Thì lấy nữa một cái được lấy nữa một cái. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này số 2 của tá luôn rồi. Cái loại này nó đặc biệt là anh. Cái thường anh cái thường. Cái thường hả? Cả mình muốn cái chỗ sân sân. Không, cái mình là cái đuôi chấm. Có cái con mắt. Cái này sao mà mắt dữ vậy? Cái thường có cái đặc biệt. Rồi cái đặc biệt tới 170, 159 hả? 169 đồng 5 con hả? Đâu có rẻ đâu. Như đâu vì cuộc sống nó cũng bị 3 phút à. Dạ, đây là con tàu. Đi lên tiệm kia có cần nữa là. Ở đây nó bán cần câu sông không à, thấy không? Này. Còn câu sông cứ kiểu rẻ không? Cứ
Cao thước 40 độ. 500. Cao thước mấy mươi cũng quanh. Mấy ngàn mét. Mấy ngàn mét. Không 30. 30 hả? Chịu bao nhiêu ký? À, coi thử anh coi rõ không? 400 đồng mà 500. Hai vé rồi. Cũng 400 đồng. Dạ. Vì mấy mươi kỳ á. Ờ mà để không nước nữa rồi. Đây nè, 30 nè. Cái gì 1 ký vậy trời? Trước 30 không, không có 40 đó. Ù, không có đu luôn, coi thử. Bên kia, mấy cái ống kia nè. Để tôi vô đi, tôi lục thử. Ủa, mà sao không có? Chỗ Cường, tôi quay đi, tôi lục thử. Mua chi vàng một đống đó, như ai mà câu dữ vậy. Đây nè, đây nè. Kì đồ đây. Như một cái hàng đó nè. Đó, cái vẽ treo cái đống mà đồ cô sông, bên đây là cần cô sông. Còn bên đó, bên đây là hình như bên ấy là bên biển nè. Bên đây biển nè. Chì rồi nó cũng bán hết á. Đủ thứ hết đó. Biểu mà anh coi thử mấy cái biển đó, ba cái Oret hồng rồi sao. Hôm bữa trước anh thấy nó để mấy cần dài lắm. 11, 12. Một phút cho mà anh coi gram nó là nhiêu. Ôi à, dùm đồ cần là biết rồi. Dùm đồ cần là nó có Oret. Có như 8, 8 đến 8, 36, mình bạc bằng gậy. Oret